Nơi đâu? Chào, xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Audio Du miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4, em xin hãy thiệu tiếp các một chiếc đầu đến từ thương hiệu Panasonic, model của nó là SNPS 30. Model này thì được sản xuất năm 1989, nó có cái xe ngang là 43 cm, chiều cao của nó là 9 cm và chiều sâu của nó là 28 cm. Và nó nặng là 3,5 kg. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của hãng Panasonic rồi, dòng mắt từ bền bỉ ổn định và không gắn đĩa, chuyển bài cực nhanh. Để mà trong phân khúc giá thậm chí là hơn so với những đầu của hãng khác thì mắt đọc em này tuyệt vời luôn ạ. Đấy, rất là nhanh. Chip giải mã của chiếc này thì dùng một chip giải mã mát cho ra chất âm 20 bit sạch sẽ, chi tiết các nhé. Đấy, và rất là mềm. Nó chỉ là cái thương hiệu Panasonic thôi, nhiều người không biết đến cho nên là giá thành nó không được giá như các hãng khác, chẳng hạn Sony hay là Đông. Thế nhưng mà đổi lại thì thậm chí những cái đầu Sony hơn 1 triệu về phần mắt đọc cũng như chất âm chưa thể nào vượt qua được em này nhé. Về phần ngoại hình thì em cũng xin qua chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng. Về phần mặt tiền của chiếc này thì còn khá là đẹp. Về phần lắp lưng bên hồi bên đây đẹp, hồi bên này thì có những vết xước nhẹ. Cạnh trên thì có những vết xước mờ mờ thôi, không đáng kể. Và phần lắp lưng cũng thế này, có những vết xước mờ mờ thôi. Đấy, ở vết xước có lớp sơn bóng thôi. Phía sau, model của nó là SNPS 30, điện 100V, công suất là 8W và được sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc đồ này thì có một đường analog ra và seri của nó đây thì nhìn được mấy số cuối thôi, 5699 này. Seri rất là đẹp. Phía sau đây có chày sức đây. Và chiếc đầu này thì dùng nguồn số 8 rồi. Đấy, và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đầu này thì còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản, mắt đọc cũng zin theo máy luôn. Dòng đời mới thiết kế cả linh kiện đã nằm ở phía dưới nữa, nhìn nó tối giản vì mạch. Đấy. Đây là dòng mắt từ không nhé, cho đến thanh từ, đây cuộn từ này. Đấy. Đọc cực nhanh. Và tính nick là một thì các bạn. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho bác được thưởng thức. Và giá của chiếc đồ này thì bên em bán với giá là 750 ngàn đồng, em bao phí ship toàn quốc, cho nào chuyển đủ tiền bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra sản phẩm mà bị lỗi là giữ nguyên tem niêm phong đóng gói cẩn thận gửi lại bên em, bên em kiểm tra đúng lỗi là hoàn tiền lại 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sang sản phẩm khác tùy theo ý của mình. Còn trong quá trình sử dụng thì bên em không bảo hành đâu, bên em hỗ trợ sửa chữa thôi ạ. Nếu như sản phẩm bị lỗi mà không có thợ sửa, tiền phí thì các bác phải thanh toán giúp em. Đấy. Rồi, đầu thì là không gắn đĩa rồi. Đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng ạ. Em test một cái sao chép với follow đây để bác được thưởng thức. Đã nhận đĩa. Cho em về thăm lại bến đò xưa những kỷ niệm.
buông tê đâu.
Em xin phép được dừng video test tại đây. Thì chiếc đầu này bên em bán với giá là 750.000, em bao phí ship toàn quốc, chỗ nào chuyển đổi tiền, bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907223269, em để ở trên cái nội dung của video. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.